Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tuyển chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. MU thắng 9-0 trước Southampton. Thi đấu hơn người, MU đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng không tưởng vào lưới Southampton ở vòng 22 ngoại Anh. Trận đấu điên rồ trên sân Old Trafford khởi đầu với chiếc thẻ đỏ của Jan Kewit ngày phút thứ 3. Trên người MU thoải mái triển khai thế trận tấn công và điều cần đến sớm xuất hiện. Phút thứ 18, Wan-Bissaka mở tỷ số sau đường chuyền của Luxor khởi đầu cho một cơn mưa bàn thắng. Chỉ sau đó 7 phút, Rashford nhận được cái biệt trước khi chính anh căng ngang khó chịu để Benarek phản lưới nhà ở phút thứ 32. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 4-0 cho MU với cú đánh đầu hiểm hóc của Cavani ở phút thứ 39. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Sousa chủ động tạo ra nhiều sự thay đổi người và điều đó đã mang lại hiệu quả tối đa. Martial nâng tỷ số lên 5-0 ở phút thứ 69, để rồi McTominay ghi bàn thứ 6 chỉ sau đó 2 phút. Southampton trong một ngày quá thiếu may mắn khi không những bị từ chối một bàn thắng, mà họ còn phải nhận thẻ đỏ thứ 2 ở phút thứ 86. Trên chấm penalty, Bruno Fernandes ghi bàn nâng tỷ số lên 7-0. Không chỉ dừng lại, Martial hoàn tất cú đúp ở phút thứ 89, trước khi Daniel James ấn định thắng lợi 9-0 cho MU ở những phút bù giờ cuối cùng. Thắng trận với tỷ số không tưởng, MU có 44 điểm bằng với Man City, nhưng vẫn xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Chín người của Arsenal thua đau Wolves, thi đấu không tệ nhưng những sai lầm cá nhân ở hàng thủ cùng hai chiếc thẻ đỏ, Arsenal không tránh khỏi thất bại cay đắng trước Wolves ở vòng 22 ngoại hạng Anh. Hừng hực khí thế sau chút trận ấn tượng, Arsenal tràn lên ép sân ngay từ đầu trận dù phải đá sân khách. Saka tỏ ra vô duyên với cú dứt điểm dụ cột dọc ngay từ phút đầu tiên, sau đó là hàng loạt cơ hội khác bị bỏ lỡ. Sau rất nhiều tình huống hỏng ăn đáng tiếc, cuối cùng điều cần đến cũng phải đến. Phút thứ 32, Pepe xử lý đẳng cấp bên cánh trái trước khi dứt điểm chân phải hiểm hóc, hạ gục Patricio, mở điểm cho đội bóng chơi hay hơn. Thi đấu hoàn toàn vượt trội trong hiệp 1, thế nhưng chỉ một phút sơ sẩy đã khiến Arsenal đánh mất tất cả. David Luiz phạm lỗi với Willian Jones trong vòng cấm ở phút cuối hiệp 1. Hậu vệ Brazil nhận thẻ đỏ, Wolves được hưởng penalty và Arsenal bị ứa hòa ngay trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, João Moutinho nằm nổ tung San Molinat với cú sút xa trái phá, hạ gục Neno, nâng tỷ số lên 2-1 và đẩy Arsenal vào thế phải rượt đuổi. Chỉ còn chơi với 10 người, pháo thủ không những không tạo ra được sức ép mà chính họ còn phạm thêm sai lầm. Neno bắt bóng ngoài vùng cấm và nhận thêm một thẻ đỏ. Arsenal chỉ còn 9 người và chấp nhận trận thua đầy cay đắng. Rondo lập cú đúp đánh sập Giuseppe Meazza. Cú đúp bàn thắng của Rondo giúp Juventus ngược dòng trước Inter Milan, qua đó chiếm lợi thế ở bán kết Coppa Italia. Trận bán kết lượt đi Coppa Italia diễn ra cởi mở ngay từ những phút đầu. Bàn thắng sớm đến với đội chủ nhà Inter sau cú đá nối quyết đoán của Lautaro Martinez ngay phút thứ 3 của trận đấu. Nhận bàn thua, Juventus nhanh chóng dâng đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 26, đội khách kiếm được quả penalty và trên chấm phạt đền, Rondo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quân mình tỷ số. Thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được hai đội thể hiện trong phần còn lại của hiệp 1. Sau một vài cơ hội ngoan ăn bị bỏ lỡ, Inter đã phải trả giá với sai lầm của hàng thủ ở phút thứ 35 khi dâng cơ hội để Rondo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Bước sang hiệp 2, chủ nhà Inter là đội thể rõ quyết tâm ghi bàn gỡ hòa. Thực tế, đội bóng áo sọc xanh đen đã tạo ra không ít cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, sự vô duyên của những Sanchez hay Lautaro Martinez không thể giúp chủ nhà quân bình tỷ số. Bên kia chuyển tuyến, Juventus chủ trương giữ lợi thế dẫn bàn và thành công. Thắng trận 2-1 trên Skype, thầy trò Pirlo chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra sau đây một tuần. Chính thức Marco Choho rời MU. Hậu vệ Argentina Marco Choho đã chính thức rời Manchester sau 6 năm rưỡi gắn bó. Trên trang chủ, Manchester xác nhận Marco Choho đã hoàn thành vụ chuyển nhượng đến Boca Juniors với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Như vậy, Choho sẽ chính thức chia tay Manchester thay vì chỉ ra đi theo dạng cho mượn như năm ngoái. Sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup, Marco Choho được Manchester chiêu mộ vào mùa hè năm 2004 từ Sporting Lisbon với giá 16 triệu bảng. Hậu vệ đa năng này khởi đầu khá tốt ở Old Trafford, nhưng sự phát triển của anh bị gián đoạn vì chấn thương. Ở mùa giải đầu tiên, Choho chỉ có 26 lần ra sân cho Manchester. Mùa thứ hai, Choho có 28 trận. Sau khi Jose Mourinho đến thay Van Gaal dẫn dắt Quỷ Đỏ, hậu vệ người Argentina được trọng dụng nhờ tinh thần chiến đấu máu lửa. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại Manchester một lần nữa bị chấn thương ngăn cản. Mùa giải 2016-2017, Choho thi đấu 41 trận cho Quỷ Đỏ trước khi bị đứt dây chằng đầu gối ở trận tứ kết Europa League với Anderlecht. Đây cũng là bước ngoặt khiến Choho không bao giờ trở lại như kỳ vọng ở Old Trafford.
tháng 3 năm 2018, United ký hợp đồng mới với Joho trong động thái giống như tri ân hậu vệ này sau thời gian dài vật lộn với chấn thương. Kể từ đó đến nay, hậu vệ 30 tuổi này chỉ có thêm 17 lần thi đấu cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường. Theo EA Sports, United đã đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Joho và không thu về bất cứ khoản phí chuyển nhượng nào. Trở về Argentina, Joho ký hợp đồng 3 năm với Boca Juniors. Huấn luyện viên Klopp báo tin không thể buồn hơn về Van Dijk. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Jurgen Klopp, gần như chắc chắn trung vệ Virgil van Dijk sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải năm nay. Sau khi dính pha triệt hạ cực kỳ thô bạo của thủ môn Jordan Pickford ở trận Derby Merseyside hồi tháng 10 năm ngoái, Virgil van Dijk đã bị tổn thương dây chằng đầu gối và phải lên ban mổ. Phía Liverpool không đưa ra thời gian chính xác mà trung vệ người Hà Lan cần để hồi phục, nhưng thông thường các cầu thủ sẽ nghỉ từ 6 đến 9 tháng. Hiện Van Dijk đã bước vào quá trình tập luyện trong phòng gym để dần lấy lại thể lực. Theo những hình ảnh mà Liverpool chia sẻ, ngôi sao 9 tuổi nhìn rất ổn sau khi nghỉ ngơi 3 tháng, mang đến hy vọng cho người hâm mộ về việc anh có thể tái xuất trước khi mùa bóng năm nay khép lại. Tuy nhiên, ở buổi họp báo mới đây, huấn luyện viên Klopp cho biết gần như chắc chắn Van Dijk không thể trở lại trong phần còn lại của mùa giải 2020-2021. Dù điều gì đó có xảy ra đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn điền tên Virgil van Dijk vào danh sách đăng ký cho Champions League. Tôi nghĩ cậu ấy cũng có tên trong danh sách cầu thủ dự Premier League. Không ai nói rằng tôi phải thay đổi điều đó, nên van Dijk vẫn luôn có tên. Lúc này tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Thực sự không có bất kỳ ai, không có bác sĩ nào nói với tôi rằng Virgil van Dijk có cơ hội ra sân ở mùa giải năm nay. Tôi không muốn nói điều gì đó hoàn toàn bất khả thi, nhưng gần như chắc chắn không thể. Chúng tôi thực sự không muốn đề cập đến những chuyện ấy. Chúng tôi vẫn điền tên Van Dijk cũng như những cầu thủ chấn thương vào danh sách, kể cả khi người ta nói rằng không có cơ hội nào. Chúng tôi tin thi thoảng vẫn có phép màu. Trước khi báo tin buồn về Van Dijk, huấn luyện viên Klopp đã xác nhận cả Joe Gomez cùng Joe Matip đều nghỉ hết mùa, đồng nghĩa Liverpool đã mất cả ba trung vệ tốt nhất. May mắn cho giờ cốp là lãnh đạo đội bóng đã hành động kịp thời bằng việc đưa hai tân binh vào giờ chót của phiên chợ tháng 1 là Ben Davies và Ozan Kabak. Huấn luyện viên Zidane khỏi bệnh chủ tịch Perez dính Covid-19. Huấn luyện viên Zidane đã chiến thắng Covid-19 trong khi chủ tịch Florentino Perez vừa được xác định dính bệnh. Huấn luyện viên Zidane được xác định dương tính với Covid-19 vào ngày 22 tháng 1, 2021 sau hơn một tuần cách ly và trị bệnh. Nhà cầm quân người Pháp đã đánh bại Covid-19 và trở lại công tác huấn luyện. Zidane đã trực tiếp chỉ đạo buổi tập ngày hôm nay của Real. Đây là buổi tập của Lopez Gold chuẩn bị cho chuyến làm khách Huesca ở vòng 22 La Liga diễn ra vào ngày 6 tháng 2 tới. Trong thời gian huấn luyện viên Zidane trị bệnh, công tác đào tạo và chỉ đạo ở Real được trao cho trợ lý thân cận của ông là David Bettoni. Ở hai trận dưới chỉ đạo của vị trợ lý người Pháp, Lopez thắng 1 Alaves và thua 1 Levante. Trận thua Levante ngay trên sân nhà ở vòng 21 La Liga khiến Real bị đội đầu bảng Atletico Madrid bỏ xa đến 10 điểm. Chưa kể, Real còn đá nhiều hơn đối thủ này một trận. Với khoảng cách kể trên, Real Madrid rất khó có thể cạnh tranh chức vô địch với Atletico Madrid. Trước khi thất thế trong cuộc đua vô địch La Liga, Lopez thất bại liên tiếp ở hai đấu trường siêu cúp Tây Ban Nha và cúp nhà vua. Theo tờ Sport, thất vọng vì phong độ tồi tệ của Real từ đầu năm 2021, chủ tịch Perez đã cân nhắc nghiêm túc khả năng sa thải của Ben Zidane. Nguồn tin này khẳng định, nếu Lopez thua ở trận làm khách Huesca sắp tới, ông Perez sẽ xuống tay với nhà cầm quân người Pháp. Liên quan đến ông Perez, Real vừa ra thông báo cho hay vị chủ tịch của đội bóng này đã được xác định dương tính với Covid-19. Doanh nhân 73 tuổi người Tây Ban Nha bị phát hiện dính bệnh sau đợt xét nghiệm mới nhất của Real. Theo phía Lopez, ông Perez không hề có triệu chứng và đang cách ly cũng như điều trị bệnh tại nhà riêng trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.